Chào các bạn, hôm nay mình cho các bạn xem con chó này là con chó Poodle. Poodle là con chó xù nha các bạn. Con chó này nếu mà chó con á các bạn, chó con thì người ta bán một con như vậy là khoảng 5 triệu đến 6 triệu đồng một con chó con nha các bạn. À, các bạn thấy cái mặt nó dễ thương không? Quá dễ thương luôn. Sáng là nó nhảy lên ghế này nó nằm nè các bạn. Hello. À, các bạn thấy cái mặt nó dễ thương không? Nè con quay qua đây nè, con quay qua đây nè. Quay qua đây nè. Quay qua đây nè. Nó giận vậy các bạn ơi, sáng chưa cho nó uống sữa nó giận. Nè nhìn đây nè, con nhìn đây nè, quay qua đây, quay mặt qua đây nè. Nó giận nè các bạn ơi. Tay bắt tay, bắt tay, bắt tay. Nuôi con chó này phải mất công tốn tiền mua dầu thơm xịt nữa các bạn. Nuôi con này là phải cho nó uống sữa nha cả nhà, với lại phải mua dầu thơm xịt cho nó nữa, phải tắm cho nó thường xuyên, rồi lâu lâu phải chở đi cắt lông nữa. À, đứng lên giống như con gấu vậy cả nhà. Trời ơi nó giống như con gấu Bắc Cực kìa. Kiếm đường xuống hả, dám nhảy xuống không? Giống như con gấu Bắc Cực hết cả nhà. Dám nhảy xuống, đâu dám nhảy xuống, đứng trên ghế đứng luôn à, không dám nhảy xuống. Đứng trên ghế đứng luôn không nhá. À. Con chó này đúng là sướng thiệt ha. Cái chỗ ngủ của nó nè cả nhà. Rồi cái chỗ ngủ nó lết tới lết lui riết cái bóng lưỡng luôn. Thôi mình ngừng video đây nha cả nhà. Các bạn biết con chó này là chó đực hay chó cái không? Mình cho các bạn coi. Đó. À, các bạn thấy không? Đố các bạn chó này là chó đực hay chó cái? Đố các bạn. Nhìn nó giống con gấu lắm các bạn.